Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 3, liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên hàng không sách tay 11kg ma túy bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố tổng cộng 183 vụ án, và 502 bị can về nhiều tội danh khác nhau liên quan đến ma túy, xử lý hành chính 86 người liên quan. Bên cạnh đó, các đối tượng bước đầu thừa nhận trước khi bị bắt đã mua bán chót lọt 8 kg ma túy đá, 130 kg ma túy với tổng số tiền hơn 22.000 tỷ đồng. Sau một năm điều tra, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ trong đường dây này là hơn 165 kg ma túy, 10 khẩu súng và nhiều hung khí khác. Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 16 tháng 3 năm 2023, qua soi chiếu hàng hóa hàng ngày, tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện một thùng hàng có khối lượng khoảng 60 kg, gồm 4 vali của các tiếp viên nên kiểm tra. Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện 4 vali. Ngoài đựng vật dụng cá nhân, 4 vali có tổng cộng 327 tuyếp ma túy, kem đánh răng chưa mở, nhiều nhãn hiệu, mỗi loại đựng trong hộp riêng và 17 chai nước xúc miệng. Khi kiểm tra bên trong các tuyếp kem đánh răng nói trên, phát hiện 157 tuyếp chứa tổng cộng 11.284,57 gam ma túy các loại Ketamai và MDMA. Ngay hôm sau, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển hồ sơ vật chứng vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ điều tra, ngày 21 tháng 3 năm 2023, các cơ quan hữu quan đã họp đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định. Khi bốn tiếp viên hàng không nói trên lưu trú tại Pháp, một người Việt Nam nhờ vận chuyển 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước xúc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Công an làm rõ, nhiều đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một người tại Đồng Nai. Từ Đồng Nai, ma túy được phân thành từng kiện hàng giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ tiêu thụ tại nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyếp đã được đối tượng pha trộn và cất giấu ma túy. Do đó, không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau 10 tháng truy xét, công an đã triệt phá thành công 150 đường dây ma túy. Kết quả điều tra cũng chứng minh được 3.000 tài khoản thể hiện các nhóm này đã giao dịch 22.000 tỷ đồng. Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đạt được kết quả trên, có sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng hải quan và công an. Đây sẽ là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở nước ta. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Quốc Tuấn, 40 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng dùng dao khống chế người phụ nữ hiếp dâm, cướp tài sản. Thông tin ban đầu cho biết, tháng 12 năm 2023, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, Tuấn Khai bị nhiễm bệnh HIV, nghiện ma túy, không có chỗ ở, nên từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắc xin ở nhờ nhà chị ruột tại xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2, sau khi sử dụng ma túy đá, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ ở trên địa bàn xã Ea Cao. Trưa cùng ngày, đối tượng Tuấn đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và mang theo hai sợi dây dù, một con dao dài 40cm đi bộ ra nhà người phụ nữ đã nhắm từ trước. Tại đây, thấy người phụ nữ ở một mình trong phòng khách, Tuấn liền đi đến kề dao vào cổ khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa dừng lại, Tuấn còn chói tay chân và dùng băng keo dán bịt miệng để nạn nhân không la hét được. Khi thấy trên cổ nạn nhân có đeo một sợi dây chuyền vàng, Tuấn liền dùng tay giật đứt sợi dây chuyền. Trong lúc bị đối tượng khống chế để thực hiện hành vi thú tính, nạn nhân tìm cách chống cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, nạn nhân bị lưỡi dao cứa vào ngón tay cái gây thương tích chảy máu. Khi đối tượng chưa thực hiện được hành vi đồi bại, nạn nhân đã kịp thời cởi được băng keo và khóc la hét lớn, lo sợ bị phát hiện. Tuấn mặc lại quần áo rồi cầm sợi dây chuyền vàng cùng hung khí bỏ chạy thoát thân. Trên đường bỏ trốn, Tuấn còn đột nhập nhà trọ của sinh viên ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, trộm cắp một chiếc laptop. Gây án xong, Tuấn mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, bán được 11 triệu đồng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn mang theo chiếc laptop đón xe khách bỏ trốn đến tỉnh Cha Vinh và tiếp tục trốn đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự cử một tổ công tác đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến 23 giờ ngày 3 tháng 3, sau 3 ngày đối tượng bỏ trốn, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Tuấn khi đang đến thuê nhà nghỉ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được biết, đối tượng Tuấn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Ngày 6 tháng 3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xác nhận thông tin đã bắt giữ Hoàng Đình Tuấn, sinh năm 1984, quê Thanh Hóa, còn gọi là Tuấn Phò Mã, để điều tra về tội đánh bạc. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng huyện Yên Phong và Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Hoàng Đình Tuấn thường được gọi là Tuấn Phò Mã hay Tuấn Phò Mã 36. Trước là một tài xế ô tô, hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trên mạng xã hội Facebook, TikTok hay Youtube xuất hiện rất nhiều clip của Tuấn Phò Mã hay Tuấn 36. Tuấn chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông và giải thích về luật giao thông đồng bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của Tuấn Phò Mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Đang nói trên các clip, khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Phò Mã, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông lại ngay lập tức bỏ qua vi phạm thậm chí có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ nhưng thấy xe của Tuấn phò mã đi qua, liền vội thu bàn ghế chuyển đến nơi khác. Kênh TikTok của Tuấn phò mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, còn có nội dung bán máy cạo dầu thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem. Dù Tuấn đăng tải các video clip như vậy, nhưng theo tìm hiểu, người xưng là Tuấn Phò Mã không có mối quan hệ mật thiết nào với cán bộ cảnh sát giao thông. Người này cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an, một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết. Theo tìm hiểu, Hoàng Đình Tuấn quê Thanh Hóa từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 4 năm 2014, Hoàng Đình Tuấn bị công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt cáo trạng truy tố Hoàng Đình Tuấn quê Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài mạng xã hội TikTok, Facebook thì còn một website www.tuấnphòmã36 ghi là hộ kinh doanh TPM Shop với thông tin liên hệ là số điện thoại di động và dẫn nguồn tới fanpage Tuấn Phò Mã 36 tới mạng xã hội Facebook. Trên website này cũng bán đủ các sản phẩm máy cạo dâu, mũ cối, sim, bảo hiểm các loại. Nhưng khi gọi điện vào số điện thoại trên website thì có một người đàn ông nói là nhân viên của anh Tuấn Phò Mã 36 và đó là điện thoại của anh Tuấn nhưng mới đi ra ngoài có mua hàng họ sẽ ship sản phẩm cho còn các việc khác thì tí sẽ nói anh Tuấn gọi lại sau sau đó không thấy người này liên lạc lại